cha mẹ, xin cho nàng đầy đủ các thứ châu báu, hương hoa, tràng phan, bảo cái, y phục, nhạc khí, vân vân. Xin 500 cổ xe, xin đem theo 500 thị nữ, xin cho nàng được phép cùng đi với Bồ Tát Tát Đà Ba Luân đến cầu pháp nơi Bồ Tát Đàm Du Kiệt. Vì sao? Dù người con gái có đủ sức cho, nhưng theo phép nhà thì con phải thừa ý cha mẹ, nên nàng phải xin cha mẹ vậy. Ở nước đó chẳng có Phật pháp, nên ông bà trưởng giả mới hỏi con gái mình: Bồ Tát Tát Đà Ba Luân là người như thế nào? Sau khi nghe con gái mình tường trình đầy đủ sự việc và còn khẩn thiết xin đem theo 500 thị nữ, xin được tháp tùng Bồ Tát Tát Đà Ba Luân đi cầu pháp nơi Bồ Tát Đàm Vô Kiệt, thì cả hai ông bà trưởng giả đều vui vẻ chấp thuận. Hỏi: vị trưởng giả giàu sang phú quý lại có nhiều uy quyền, vì sao chỉ vừa mới nghe nói đến công đức của Bồ Tát Tát Đà Ba Luân mà đã thuận cho con gái mình đem bảo vật và đoàn thị nữ đi theo? Đáp: người được làm trưởng giả là người đời trước đã trồng nhiều thiện căn nơi các đức Phật. Nay dù sanh vào nơi chẳng có Phật pháp, nhưng nếu nghe Phật pháp thì phát khởi được túc duyên đời trước, khiến tâm liền được khai ngộ. Dĩ như hoa sen khi đã tăng trưởng đầy đủ rồi thì chỉ cần có ánh sáng mặt trời là liền nở. Ông bà trưởng giả thấy tâm con gái mình đã thuần thục thanh tịnh, chẳng màng thế lạc, chỉ mong cầu pháp lợi, nên vui vẻ chấp thuận lời thỉnh nguyện của con vậy. Lại nữa, nếu trái ý con thì sợ con buồn khổ hại đến thân. Do suy nghĩ trù lượng như vậy nên mới quyết định chiều theo ý con vậy. Ông bà trưởng giả nghĩ rằng tùy hỷ cho con gái mình đi tìm đạo là mình cũng góp phần công đức. Lại nghĩ rằng người thế gian khi đã thâm chấp sự việc gì rồi thì rất khó giải. Nếu phát tình ái còn khó giải, huống nữa là phát tâm cầu đạo. Con gái mình cầu đạo thanh tịnh, chẳng nhiễm trước thế sự, nỡ nào chẳng để cho con được như nguyện. Lại nữa, vì ông bà thấy con gái mình vì pháp chẳng tiếc các bảo vật, nên đem tâm tùy hỷ trồng thiện căn phước đức. Sau đó, đoàn xe chở Bồ Tát Tát Đà Ba Luân, vị trưởng giả nữ và 500 thị nữ cùng các bảo vật cúng dường theo hướng đông, thẳng tiến về phía thành Chúng Hương. Khi đoàn xe đến gần thành Chúng Hương, dân chúng cho là việc hy hữu nên đã tụ tập đông đảo, vui vẻ đi theo, mong mỏi sớm đến thành Chúng Hương, như người khát nước đi tìm nước uống vậy. Khi thấy thành Chúng Hương, Bồ Tát Tát Đà Ba Luân và đoàn tùy tùng đều vui mừng, mong mỏi sớm được gặp Bồ Tát Đàm Vô Kiệt để được nghe Bát Nhã Ba La Mật. Hỏi: Bồ Tát Đàm Vô Kiệt đã được văn trì Đà La Ni, đã trì tụng, đã thông đạt và chánh ứng niệm Bát Nhã Ba La Mật, như vậy đâu có cần đến kinh quyển Bát Nhã Ba La Mật viết trên lá vàng và để trên đài bảy báo, vì sao lại phải để kinh trên đài để cho chúng sanh cúng dường? Đáp: có nhiều nhân duyên. Tóm lược như sau: tâm hạnh của chúng sanh chẳng có đồng đều nhau. Có người ưa thấy kinh quyển, ưa cúng dường kinh quyển. Có người ưa được nghe giảng giải kinh pháp. Bồ Tát Đàm Vô Kiệt ở trong nhà với đầy đủ quyến thuộc, từ bên ngoài nhìn vào, người thế gian có thể nghĩ rằng tu tại gia như vậy ắt phải có nhiễm trước. Nếu tu Bát Nhã Ba La Mật để làm lợi ích chúng sanh mà còn nhiễm trước, thì làm sao có thể dùng vô sở trước để giáo hóa chúng sanh được? Bởi nhân duyên vậy nên phải chép kinh Maha Bát Nhã Ba La Mật trên lá vàng, bày trên đài bảy báo để chúng sanh cúng dường. Các hàng trời trồng cùng các quỷ thần cũng thường lui tới cúng dường. Nhờ vậy mà tính căn của chúng sanh được thêm tăng trưởng. Sau đó mới dùng pháp khai thị, truyền Phật ngữ, diễn giải văn nghĩa để dạy chúng sanh, khiến họ được hết thảy pháp bảo trang nghiêm. Bồ Tát Tát Đà Ba Luân hỏi vị Đế Thích: trong kinh nói có ấn bảy báo, như vậy Bồ Tát Đàm Vô Kiệt có chân bảo ấn chăng? Khi cầu Phật đạo, Bồ Tát cầm ấn bảy báo, có bảy vị đại thần cầm kim cang trường hầu bên cạnh giữ gìn kinh, chẳng cho ma đến nhiễu loạn. Vì quý trọng kinh Maha Bát Nhã Ba La Mật nên có người nghe thuyết giảng kinh ấy mà phát tâm, có người thấy kinh ấy được để trên đài bảy báo trang nghiêm mà phát tâm. Bởi vậy nên phải trang nghiêm bảo đài, phải dùng lá vàng chép kinh, phải dùng ấn bảy báo ấn lên để làm cho tín tâm của chúng sanh càng thêm tăng trưởng. Hỏi: kinh Maha Bát Nhã Ba La Mật được đặt trên bảo đài, Bồ Tát trên pháp tòa
cũng diễn nói kinh Maha Bát Nhã Ba La Mật. Như vậy cả hai bên đều diễn bài diệu pháp, vì sao phải cúng dường kinh trước rồi mới cúng dường pháp sư sao? Đáp: nên biết ba ngôi tam bảo gồm có Phật bảo, pháp bảo và tăng bảo. Kinh Maha Bát Nhã Ba La Mật là pháp bảo, Bồ Tát Đàm Vô Kiệt là tăng bảo, bởi vậy nên phải cúng dường pháp bảo trước. Bồ Tát Đàm Vô Kiệt tuy nói pháp mà chúng sanh còn thấy có tướng nói pháp, nên còn sanh tâm chấp. Nếu thấy Bồ Tát Tát Đà Ba Luân cùng đoàn tùy tùng cúng dường kinh trước thì họ sẽ chẳng còn tâm chấp nữa. Lại nữa, Maha Bát Nhã Ba La Mật là mẹ của chư Phật, chư Phật còn cúng dường kinh này, huống nữa là chư Bồ Tát. Bồ Tát Đàm Vô Kiệt do tu Maha Bát Nhã Ba La Mật mà được đầy đủ công đức, được chúng sanh cúng dường, nên khi cúng dường phải cúng dường kinh trước. Bởi vậy nên Bồ Tát Tát Đà Ba Luân và đoàn tùy tùng đã phân chia lễ vật làm hai phần, một phần cúng dường kinh trước và một phần cúng dường Bồ Tát Đàm Vô Kiệt sau. Hỏi: Bồ Tát Đàm Vô Kiệt có 6 dạng thế nữ cùng thọ 5 dục, có cung điện nguy nga, như vậy làm sao có thể khiến các đồ lễ vật cúng dường hóa thành bảo đài trụ trên hư không được? Đáp: Bồ Tát Đàm Vô Kiệt là một vị đại Bồ Tát pháp tánh sanh thân, vì độ chúng sanh mà thọ 5 dục nhằm dung thông hai đế. Có thuyết nói các Đức Phật dùng thần lực hóa các lễ vật mà Bồ Tát Tát Đà Ba Luân vừa đem đến cúng dường thành các bảo đài trụ trên hư không. Hỏi: ở nơi hết thảy chúng sanh, Bồ Tát phải khởi tâm đại bi, vì sao nói Bồ Tát muốn độ chúng sanh mà cầu vô thượng Bồ Đề? Đáp: phát tâm do nhiều động cơ khác nhau, có người vì pháp mà phát tâm, có người thấy chúng sanh đau khổ mà phát tâm đại bi, muốn đem lại niềm vui cho chúng sanh, muốn chúng sanh bớt khổ mà phát tâm. Có người thấy được lực thần thông, thấy được quay đức lớn của chư Phật, chư đại Bồ Tát mà phát tâm, rồi sau đó mới sanh bi tâm và trí ấn. Như trong kinh Trí Ấn nói: y ái mà đoạn ái, y mạng mà đoạn mạng. Có người do được nghe pháp sanh ái trước pháp mà xả bỏ năm dục, phát tâm xuất gia cầu đạo. Trí ấn là sự ấn chứng của trí huệ. Nhà tu hành được ấn chứng Bát Nhã Ba La Mật thì được vào cảnh giới chân lý thật tướng, chẳng còn lầm lạc thối chuyển. Có người thấy người khác được quả A-la-hán mà sanh cao tâm, nghĩ rằng người kia có hơn gì ta đâu mà sao chứng được A-la-hán, tại sao ta chẳng được như vậy. Nghĩ như vậy rồi siêng năng tinh tấn tu hành được quả A-la-hán vậy. Cũng như vậy, vị trưởng giả nữ cùng 500 vị thị nữ muốn thấy được người có thế lực tự tại, có lực thần thông biến hóa ra đầy đủ các bảo vật, lại muốn biết cảnh vui ở cõi trời. Nay vừa mới thấy Bồ Tát Đàm Vô Kiệt ở trong cung điện ngồi trên pháp tòa trang nghiêm, thấy hàng trời người cung kính đanh dây nghe pháp, lại thấy các đồ lễ vật cúng dường biến thành bảo đài ở giữa hư không, các vị ấy liền phát đại tâm. Họ vui mừng nghĩ rằng đây là sự việc rất hy hữu, rất khó gặp, nghĩ rằng Bồ Tát Đàm Vô Kiệt có nhân duyên phước đức lớn mới được như vậy. Do suy nghĩ như vậy mà họ phát tâm muốn được nghe pháp, muốn được làm Phật. Như trong kinh Duy Ma Cật nói: ái mạng phiền não đều là căn bản của Phật đạo. Khi các người nữ này thấy các sự việc hy hữu, sanh tâm ái lạc, biết Bồ Tát Đàm Vô Kiệt có nhiều nhân duyên phước đức mới thành tựu được các việc chẳng thể nghĩ bàn như vậy, họ liền phát đại tâm. Như vậy là từ ái mạng mà các người nữ này thành tựu được tâm thanh tịnh. Bởi vậy nên nói ái mạng cũng là căn bản của Phật đạo. Dĩ như hoa sen từ bùn vươn lên liền tỏa hương thơm ngát, các người nữ này phát tâm rồi liền thệ nguyện được như Bồ Tát Đàm Vô Kiệt. Họ tự nghĩ rằng Bồ Tát Đàm Vô Kiệt làm được như vậy, chúng tôi cũng xin nguyện được làm như vậy. Lúc bấy giờ Bồ Tát Tát Đà Ba Luân cung kính đảnh lễ Bồ Tát Đàm Vô Kiệt. Đảnh lễ Bồ Tát pháp sư xong, ngài tường trình về mọi sự việc kể từ khi ở trong rừng vắng nghe tiếng nói giữa hư không bảo đi về phương đông cầu pháp, dẫn đến việc ngài cùng với đoàn người nữ đến gặp Bồ Tát pháp sư. Ngài cũng nói đến việc cái Đức Phật từ giữa hư không cho ngài biết rằng Bồ Tát Đàm Vô Kiệt từ nhiều đời đã là vị thiền tri thức của ngài, chính Bồ Tát Đàm Vô Kiệt sẽ là người khai ngộ cho ngài. Ngài cũng nói rằng khi cái Đức Phật an ủi ngài xong thì liền chẳng còn hiện nữa, ngài chẳng rõ cái Đức Phật từ đâu đến rồi lại đi về đâu.
Bởi vậy, nên nay được gặp Bồ Tát Pháp Sư Đàm Du Kiệt, ngài liền xin Bồ Tát Pháp Sư được nêu câu hỏi: chư Phật từ đâu đến rồi lại đi về đâu? Hỏi: Bồ Tát Tát Đà Ba Luân đã được các tam muội, đã phá được vô minh, đã quán được các pháp bình đẳng, vì sao chẳng biết hết thảy pháp đều là tánh không mà còn chấp có tướng Phật, còn sanh tâm chấp đắm chư Phật như vậy? Đáp: các vị Bồ Tát tân phát ý, tuy đã biết các pháp đều là không, là vô tướng, nhưng ở nơi các đức Phật vẫn còn ái chấp. Vì sao? Vì họ chưa được rõ Phật có phải là rốt ráo không, là vô tướng chăng? Các Bồ Tát tân phát ý tuy đã biết không mà chưa thực sự hòa hợp với không. Vì sao? Vì Phật có vô lượng vô biên công đức khiến các Bồ Tát sơ phát ý thường hay tham chấp. Bởi vậy nên Phật, vì hàng Bồ Tát này phải nói Phật cũng là không. Nếu chẳng vì các Bồ Tát này nói không, thì do tham ái Phật họ có thể tự diệt và diệt thân tộc họ. Thân tộc còn diệt, huống nữa là người khác. Khi Bồ Tát đã được biết rõ không rồi thì chẳng còn có những sự việc như vậy nữa. Bồ Tát Tát Đà Ba Luân do tham ái chấp chư Phật nên chẳng có hay biết. Do vậy mà ngài mới hỏi Bồ Tát Đàm Vô Kiệt: các đức Phật từ đâu đến rồi lại đi về đâu? Vì sao? Vì Bồ Tát Tát Đà Ba Luân muốn thấy tướng của các đức Phật mãi chẳng nhàm chán, nên chẳng muốn xa rời các đức Phật vậy. Hết quyển 98.